Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh Khanh Xe Tải của mình nha. Thì hôm nay Khanh xin được phép giới thiệu cho anh em một con xe tồn. Bữa Khanh giới thiệu một con đông ben thùng bạc rồi. Hôm nay Khanh muốn giới thiệu thêm một con đông ben thùng kính composite. Cái thùng này rất là đẹp nha. Xe còn rất là ngon. Xe này nếu mà giá lăn bánh luôn á là bên công ty Khanh để là 175 triệu, rồi đã giảm so với giá thị trường là gần 20 triệu so với xe mới nha anh em. Đó, gần 20 triệu anh em sẽ tiết kiệm một khoản kha khá. Đó, giờ có 175 triệu lăn bánh thôi. Còn cái con thùng bạc bên cạnh á thì nó là 165 nha anh em. Nó rẻ hơn 10 triệu. Còn như anh em nào mà có nhu cầu lấy con xe nào thì cứ alo cho Khanh nha. Khanh còn hai con thùng kính composite với lại con thùng bạc. Xe còn quá đẹp luôn. Anh em nào mua xe liên danh xe Trung Quốc như mấy thằng hãng Đông Ben thì không cần lấy đời mới đời cao đâu anh em. Miễn sao xe chưa chạy và còn bảo hành chính hãng là được. Đó, xe này vẫn bảo hành chính hãng, bảo hành 3 năm cho anh em. Ghế vẫn chưa, cái bị ni lông vẫn chưa lột ra nữa nè. Đó. Đây là kính chỉnh điện luôn nha. Tay lái trợ lực, cái dòng này là lên kính chỉnh điện và tay lái trợ lực rồi nha, chứ không còn dùng kính quay với lại dùng thước lái. Nên là anh em khỏi phải lo. Xe còn mới bóng à, không có chưa ra lăn bánh ngoài đường 1 km nào. Nên là anh em nào còn một cái xe tải nhỏ để mà chở hàng thì cá lô cho Khanh sớm nha. Con xe này có quạt đạp em, thì con này chưa có máy lạnh nha anh em. Cái dòng Đông Ben này tới phiên bản 2020 mà nó vẫn không có máy lạnh luôn. Tại vì cái động cơ nó cũng khá là nhỏ, động cơ chỉ hơn 1 chấm thôi. Đó, nếu mà gắn máy lạnh vô, nếu anh em chở hàng mà nặng hơn toán sẽ chạy rất là vất vả nha. Rồi. Đó là bên trong nội thất con xe luôn, còn mới bóng luôn, mới về tới công ty của Khanh luôn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho Khanh sớm nha, để mà lấy con xe Đông Ben thùng composite như thế này về chạy. Thùng này thì nó không bị reset như là thùng inox hay là thùng kính bằng tôn kẽm. Thùng này thì nó như là cái thùng bảo ôm đó anh em. Khung gầm xe thì anh em khỏi phải bàn, xe bên không thì Khanh lấy rồi về, con nào con lấy sạch bon, không một chút reset. Lớp chưa lăn bánh 1 km nè anh em, chỉ chạy ra chạy vô, nhích ra nhích vô ngoài trong showroom để mà cho trưng bày xe thôi, còn chưa lăn bánh ngoài đường 1 km nào hết nha. Cái này cái vách ngoài của nó là anh em thấy đẹp chưa? À, nó dán kèo kêu kia hơi bẩn, nhưng mà bữa đó Khanh anh em nào lấy thì Khanh sẽ đánh bát lại cho anh em vệ sinh cho sạch sẽ lại. Đây, Khanh sẽ mở bên trong thùng xe cho anh em nè. Cái này cái khố nó cũng đẹp, nhìn đẹp nữa nè. Mở ra, chúng ta đẩy ra, chúng ta kéo ra sẽ mở được thôi. Có rôm cao su rồi là nước không vô một giọt nước trong đây luôn nha anh em. Đó, anh em thấy chưa? Đẹp chưa? Đẹp hơn thùng kính rất là nhiều nha. Chỉ có hơn 175 triệu là anh em có thể lấy một con xe này về chạy rồi. Nếu anh em nào mua trả góp đưa trước cho Khanh tầm khoảng 40 triệu, 45 triệu là có thể lấy xe về chạy nha. Nói chung tối thiểu là mức khoảng 40 triệu đó lên. Đó, thủ tục thì chỉ vô cùng đơn giản, chỉ cần chứng minh sổ khẩu với là ký kết hôn nếu có gia đình rồi. Đó, thì hiện tại Khanh cũng đang tiếp tục tìm những con xe hàng tồn đó, nên là anh em nào chưa mua được con xe, tìm được xe ưng ý thì cứ đăng ký kênh YouTube của Khanh. Rồi khi nào có xe thì Khanh sẽ đăng lên đây cho anh em tham khảo. Nếu anh em nào ưng con nào thì cứ alo cho Khanh nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh. Xin chào và hẹn lại anh em ở video tiếp theo.